Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngọc Trinh hào hứng khoe lên trang cá nhân việc được tặng một bó hoa hồng lớn có gắn dòng chữ "Chúc mừng 20/10, chúc em mãi dễ thương và hạnh phúc". Người giấu tên. Ngoài tò mò xem người tặng hoa Ngọc Trinh là ai, cư dân mạng cũng gấp rút bắt sai lỗi chính tả chữ giấu tên bị in nhầm thành dấu tên. Ngọc Trinh khoe bó hoa được người bí mật tặng để bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên dòng thông tin lại bị sai chính tả từ dấu tên thành dấu tên. Tuy chiếm được rất nhiều bình luận chỉ ra lỗi hài hước, tuy nhiên Ngọc Trinh không phản ứng lại ngoài viết dòng chữ "Cảm ơn ai đó nhé". Đồng thời, cô cũng không khẳng định hay phủ nhận đây là bó hoa được người yêu đại gia tặng sau không ít phán đoán của những người thân quen, khán giả. Trước đó vào dịp sinh nhật đón tuổi 30, Ngọc Trinh công khai việc được người yêu tự tay trang trí cho một căn phòng tràn ngập bóng bay, bánh kem, hoa màu hồng. Rất xúc động với món quà đặc biệt, Ngọc Trinh nhắn nhủ người yêu, "Cảm ơn anh đã đến bên em, mang cho em thật nhiều nụ cười bất thần và ngọt ngào hạnh phúc. Luôn thương cảm và cưng em, ở bên đồng đội cảm giác như mình là một cô công chúa nhỏ tuổi thật sự vậy, anh dỗ dành em từng chút một. Dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn luôn là người xin lỗi em trước, em vui lắm. Yêu anh vô vàn, yêu anh nhất trần đời, em yêu anh." Được biết, người đẹp sinh năm 1989 hẹn hò với bạn trai đại gia, nhưng giấu kín danh tính từ đầu năm 2017. Vào mỗi dịp kỷ niệm, cô đều được người yêu thương cảm, tặng những món quà đắt đỏ và làm nhiều điều bất thần. Mỗi dịp sinh nhật hay ngày kỷ niệm, Ngọc Trinh đều nhận những món quà đầy lãng mạn từ người